Kính bạch sư, xin sư từ bi hướng dẫn cho con tác ý khi lỡ làm nghề nghiệp phạm giới, nhưng do chưa có điều kiện thay đổi công việc, con bán hàng sách tay nên con phạm hai giới là trộm cắp và nói dối. Con biết ơn sư lắm vì đã dành thời gian quý báu để giảng dạy Phật tử cho tụi con. À, bây giờ tác ý như thế nào? Bây giờ lỡ làm chưa có điều kiện thay đổi công việc, phải tác ý như thế nào? Bây giờ cái tác ý để cho mình nhẹ tội á, thì nó như thế này. Tức là tôi ý thức được cái việc tôi làm là nó không có đúng đắn. Và tôi đang chờ cái, và tôi đang nỗ lực để tôi thay đổi nó. Thì đó là cái tác ý đúng đắn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.